Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 23 tháng 7 năm 2021. Và báo cáo với các bác rằng tôi muốn chia sẻ với các bác một đoạn clip như này. Chắc chắn là có nhiều bác sẽ cảm thấy rằng là mình bị sốc khi mà xem một cái đoạn clip như thế này của nhà báo Hoàng Linh. Được phát ở trên kênh của nhà báo Hoàng Linh. Để các bác có thể cùng theo dõi. Đầu tiên mình cứ xem qua đã nhé. Xin chia sẻ với các bác như vậy. Đây là một đoạn clip khá là ngắn thôi. Các bác có thể thấy rằng hai dân phòng đang đánh một cậu shipper mà cáo Grab. Và để bình luận việc này thì nhà báo Hoàng Linh có viết như sau: tượng đài nào cho shipper? Cộng đồng shipper đang chia sẻ mỏi tay clip một shipper Grab bị hành hung. Tôi mang ơn cộng đồng shipper. Trong vòng đai phong tỏa, họ đã kết nối những thứ cần và thiết yếu cho chúng ta. Và bản thân họ chịu quá nhiều áp lực, kể cả những thứ khó hiểu như là trong clip này. Clip như lát cắt hoang dã của chọn lọc tự nhiên, vật bị tấn công chỉ còn có nước để ôm đầu chịu bán. Và đạt được hàng nghìn lượt like và lượt share. Đây là một cái chuyện rất đáng buồn nha các bác. Và các bác có thể nhìn thấy rằng là trong bất cứ một cái trường hợp nào, thì chúng ta không nên có một cái hành động mang tính hành hung như vậy, nhất là trong điều kiện đại dịch. Anh dân phòng có cần không? Có chứ ạ. Anh bảo vệ cái vòng đai đó giữa người dân để mà ngăn cách mọi người, để mà dịch không bị lan ra. Đó, được bảo vệ, mọi người được bảo vệ. Anh shipper có cần không? Bởi vì người bên trong kia nếu như không có anh shipper thì làm gì có đồ ăn thức uống, làm gì có những vật dụng cần thiết. Anh shipper cũng rất cần trong đại dịch. Cả hai người này, cả hai thành phần này đều rất cần ở trong đại dịch và đều đáng được tuyên dương. Vậy thì cái việc gì xảy ra ở đây khi mà có cái sự mâu thuẫn và dẫn đến hành hung giữa hai cái người được coi là dân phòng và họ đã tấn công và hành hung anh tài xế Grab? Phải nói rằng rất là buồn. Nhân đây thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bác, bởi vì là hôm nay xem thời sự á, thì tôi có được chia sẻ một cái clip ở trên VTV1 và tôi đang muốn tìm lại cho các bác cái clip này. Đó là một clip rất ngắn thôi, chỉ trong vòng có 38 giây. Nhưng mà báo cáo với các bác rằng là chạm tới trái tim của mọi người. Đó là một anh công an, không biết các bác nào có nhớ không? Một anh công an, tôi không tìm thấy được ở đây rồi. Một anh công an, anh ấy gõ cửa nhà của một người bán hàng. Và anh bằng những lời lẽ rất là nhã nhặn, anh đến và anh nói rằng là chúng tôi không có phạt các anh chị đâu, các anh chị không phải lo. Rồi nội dung là áng áng như thế. Và anh chị đến nhắc nhở mọi người rằng là trong đại dịch như thế này thì anh chị hãy đóng cửa hàng để mà đảm bảo an toàn trong đại dịch. Và qua đó thì anh còn, trước khi đi anh còn động viên lại một câu, đó rằng là mọi người thông cảm và cố gắng để vượt qua đại dịch này. Những lời nói, những cử chỉ chân thành như thế thì báo cáo với các bác rằng là tại sao chúng ta lại không tuyên dương? Tại sao chúng ta lại không đối xử với nhau một cách nhân văn, đối xử với nhau một cách thân ái mà lại phải bằng một cách hành hung như thế kia? Chắc chắn ở đây bao giờ cũng có hai cái luồng ý kiến. Một luồng ý kiến thì sẽ cho rằng là nếu chỉ nhìn qua clip không thôi thì chúng ta sẽ đánh giá cái anh dân phòng cái như thế nào đó, là tự dưng lại hành hung người ta, tự dưng đánh người ta. Nhưng thế nào cũng có một cái ý kiến hay là một số ý kiến nói rằng là chắc là anh Grab này phải có những lời nói hay là hành động nào đó thì dân phòng họ vẫn như thế chứ. Ví dụ như là không tuân thủ chống dịch chẳng hạn, không tuân thủ nó kia chẳng hạn. Cá nhân tôi thì
chia sẻ với các bác rằng là tôi thứ nhất là trong mọi trường hợp thì tốt nhất không nên hành hung nhau. Đó là cái điều mà bởi vì là cái văn hóa dùng nắm đấm mà lên ngôi thì nó biểu hiện cho một cái sự suy thoái về mặt pháp luật. Đấy là chúng ta có thể tưởng tượng như thế. Để chúng ta có thể thấy rằng là sao không bằng một cách thân ái như là anh công an kia chẳng hạn. Đó, anh công an anh đến nhà anh gõ cửa rất đàng hoàng. Đó. Tại sao lại cứ phải rằng là dùng nắm đấm với nhau? Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bác đôi điều như vậy để các bác có thể thấy rằng là trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn 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 có giải pháp, chứ không phải rằng là chúng ta dùng một cách cực đoan hóa như vậy. Tôi rất mong muốn rằng là chính phủ đã có tổ công tác đặc biệt ở đây rồi thì hãy tìm hiểu thật kỹ, và đôi khi phải xử lý điểm để làm gương. Bởi vì bây giờ đại dịch trả rồi, chúng ta rất cần những cái tấm gương để làm gương này. Nhiều bác sẽ nói rằng là cái ông Hoàng Dôn này, ông buồn cười ghê, ông chẳng đưa cái tin là tốt đẹp cả, tốt lành cả, ông toàn đưa những cái tin kiểu như thế này lên, ông mục đích gì, ông ý đồ gì. Thưa bác, thưa các bác và mọi người á, ý đồ tốt thôi. Bởi vì xử lý một vài trường hợp như thế này làm gương này thì hàng ngàn anh dân phòng ở ngoài kia anh cũng nhìn thấy việc đó. Một số anh nếu như chúng ta không đưa những tin này lên thì một số anh vẫn nói rằng là chúng ta biết đâu anh nói rằng là không biết cái điều đó và anh lại có những cái cư xử hành hung như thế này thì sao. Và chúng ta cứ không đưa những cái gương này lên thì trong mọi cái tiểu tiết nhỏ li ti trong đại dịch này thì chúng ta rất khó để có xử lý toàn vẹn vấn đề, đúng không ạ? Sự đồng lòng chung sức của mọi người là điều rất tốt. Tuy nhiên tôi cũng xin chia sẻ với các bác rằng là chúng ta vẫn rất cần những cái tấm lòng nhân ái hay là gì đó, cái sự nhân văn với nhau trong cách hành xử, chứ không phải rằng chúng ta toàn một cái màu hồng để rồi cuối cùng chúng ta ngã ra đấy thì rất là dở. Ngày hôm nay thì báo cáo với các bác rằng là tôi có mong muốn khi đi ra ngoài đường thì tôi vẫn thấy rằng là đường phố Hà Nội vẫn đông nghịt ra. Rồi tiêm chủng vaccine, các bác có thể thấy rằng là tổ chức vẫn chưa có nhiều điều tốt. Và người ta đưa lên cái thông tin rằng là ở một cái bệnh viện nọ, một người gọi rằng là chen lấn nhau, xô đẩy nhau để vào để tiêm vaccine. Thế thì nếu mà một vài người mà nhiễm ở trong đó thì chưa kịp tiêm vaccine thì đã bị nhiễm rồi. Mình biết không ạ? Đó. Vậy thì những nhà báo, những Facebooker đưa những cái hình ảnh đó lên thì ngay lập tức rằng là Bí thư Thành ủy của Hà Nội là anh Đinh Tiến Dũng đã có ngay một cái chỉ đạo rất là nóng và tạm dừng cái việc tiêm vaccine đó và chấn chỉnh rằng mọi người tiêm vaccine thì phải đảm bảo cái an toàn. Đó là điều rất tốt chứ. Đó. Đâu có phải rằng đưa hình ảnh không tốt lên, đâu lên là thế nọ thế kia đâu. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào đó để chúng ta chỉnh sửa. Chúng ta nhìn vào đó để chúng ta cải thiện. Chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta có nhiều cái để mà ấy. Chứ bây giờ chúng ta cứ nhìn vào một cái nào đó thì chúng ta ngồi, chúng ta tự khen nhau, rồi là chúng ta tự nói với nhau. Thì báo cáo với các bác rằng là tôi cũng chẳng biết nói thế nào trong cái trường hợp như vậy. Đó. Rồi chúng ta có thể thấy bánh mì chẳng hạn. Đó. Tôi chỉ chia sẻ với các bác câu chuyện bánh mì rất nổi vừa rồi chẳng hạn. Đó. Đúng không ạ? Nhờ cộng đồng mạng đưa tin mà người ta biết rằng là vị phó chủ tịch kia là có nhận thức bị sai lầm. Bánh mì cũng là thực phẩm và vẫn là cái để mọi người có thể ăn được và mua được. Không hiểu anh ấy thù oán gì với bánh mì mà anh ấy bắt cả cái anh mua bánh mì rồi sau đó đến tận cả cái tiệm bánh mì để mà tạm dừng và thu cái giấy phép kinh doanh của họ. Và ngay lập tức rằng có những cái thông báo đó là điểm lợi ích chứ. Và rất nhiều tiệm bánh mì khác đã được mở lại. Đó là điều tốt chứ ạ. Người ta không có tiền mua thức ăn thì người ta mới mua bánh mì. Một mớ rau bây giờ là khoảng 30.000. Thì báo cáo với các bác rằng là mua một cái bánh mì khoảng có 15.000 thôi. Người nghèo ta cần cái điều này lắm. 10-15.000, 20.000, 30.000 là có cái bánh mì là được một bữa ăn rồi, ấm cái bụng rồi. Đó. Rồi chúng ta nhìn sang những cái vị gọi rằng một vị lãnh đạo, cựu lãnh đạo, khoe mình tiêm vaccine là vaccine Pfizer. Rồi một cô hoa khôi khoe rằng là ông ngoại, khoe được rằng là ông ngoại, nhớ ông ngoại mà cũng được tiêm Pfizer. Thì ngay lập tức rằng là chính phủ với cả Bộ Y tế đã ra văn bản để mà rà soát. Tất nhiên cái mức án kỷ luật mà liên quan cái bệnh viện mà tiêm Pfizer cho cô hoa khôi á, cho một người nhân viên y tế vẫn chưa thỏa mãn cộng đồng đâu. Tôi nói thật, tôi muốn phải làm nghiêm hơn cơ. Bởi vì là cái người nhân viên y tế đấy không thể nào tự nhiên họ ép được vào để mà họ một cái cô nào đó vào để mà tiêm được. Vậy thì rõ ràng là có một cái vấn đề đằng sau. Đúng không ạ? Nhưng dù sao thì chính phủ cũng đã rà soát việc này
và cũng đã ra được một cái kết luận nào kia rồi vẫn phải xử lý tiếp. Đó. Khéo xử lý nội bộ với nhau mình không biết được đâu. Tôi nói thật. Đó là điểm tốt chứ ạ. Sao lại không tốt được? Cho nên chúng ta nhìn vào những trường hợp đó để chúng ta cải thiện dần dần. Chứ không phải là chúng ta ngồi nhìn vào toàn cái điều cái màu hồng. Để rồi chúng ta những cái việc mà đó nó như là một cái vết, một cái màu giống như tôi chia sẻ rằng một cái vết gọi cắt ở trên người. Chúng ta không dám nhìn vào đó, chúng ta không dám nhìn thẳng vào cái vết đau đó. Chúng ta không dám gọi là cắt chỗ thịt thừa đi, chúng ta không dám băng bó vết thương thì y rằng vết thương nó sẽ bị nhiễm trùng. Và nhiễm trùng nó giúp lan ra. Thì báo cáo với các bác rằng nếu mà đến một giai đoạn nào đó thì không chữa được đâu, không kịp chữa lành được đâu. Đó đôi điều buổi sáng thì các bác có thể thấy rằng là chúng ta vẫn cần đưa những thông tin là sự thật lên để chúng ta chỉnh sửa trong quá trình mà phải nói rằng là đại dịch vẫn còn kéo dài như thế này và rất là căng thẳng như thế này. Hà Nội hôm qua 64 ca rồi, cũng rất là căng thẳng nha các bác. Đó, tôi rất mong muốn rằng là Hà Nội cũng phải nhìn vào Thành phố Hồ Chí Minh để học tập rằng là đừng để Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có mấy trung tâm thì báo cáo với các bác rằng là Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là cũng đang rất căng, mà Hà Nội cũng căng như thế thì rất khó. 168.000 tỷ đồng Quốc hội đã thông báo rồi, 168.000 tỷ đồng đã được chi ra trong năm 2020 và sáu tháng đầu năm 2021 này. 168.000 tỷ đồng thì các bác tưởng tượng rằng đó là bao nhiêu tiền của bao nhiêu tỷ đô la là chúng ta phải làm. Phải nói rất là may mắn, bởi vì dưới thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta cũng đã cái nhiệm kỳ đó là chúng ta đã giữ lại được gần 100 tỷ đô la tiền mua dự trữ đô la đấy. Cho nên chúng ta có cái để mà sống. Nhưng nếu mà kéo dài như thế này nữa thì không biết thế nào. Thế cho nên là chúng ta cần phải đồng lòng, nhưng mà mọi người phải giữ cái kỷ luật, và các chiến sĩ cũng vậy. Đây không phải là lỗi của toàn bộ hệ thống, đây chỉ là những con sâu làm dầu nồi canh thôi. Và báo cáo với các bác rằng là chúng ta vẫn cần phải đưa lên những cái tin tức như vậy để mà chính quyền với cả những người dân có những cách hành xử đó nó hợp lý hơn, nó nhân văn hơn, và từ đó mới thúc đẩy được cái tình đoàn kết của dân tộc. Và đặc biệt những cái tin fake hay tin gì đó thì báo cáo các bác như thế này, tôi cũng xin chia sẻ thêm một chút nữa. Những cái tin fake ví dụ như là một người tự thiêu đó, người ta tự thiêu vì lý do gì đấy, người ta đang chữa bệnh chưa ai biết được gì cả. Thế nên một bác cũng 60 tuổi rồi, bác ấy lên bác ấy đổ lỗi tại Đảng Cộng sản, đổ lỗi tại nọ kia. Thế thì rõ ràng là bị bắt là đúng rồi, bắt ngay chứ, vì ảnh hưởng tiêu cực, đổ lỗi cho hệ thống, đổ lỗi cho thể chế chế độ, không được đó. Không thể một vài trường hợp được mà chúng ta đổ lỗi như thế được. Đó là điều vô cùng sai lầm, đó là tin fake tin giả nhá. Và đó các bác thể thấy rằng còn rất nhiều tin fake tin giả nữa. Rồi cái clip tôi đưa chẳng hạn đấy các bác đó, chúng ta có thể rằng có thể coi đấy là một cái việc mà chưa xác đáng, tin chưa được xác thực. Tôi cũng đã gửi cái này cho an ninh rồi và họ cũng đang xác minh cái clip đó như thế nào đấy. Nhưng mà chúng ta có thể thấy một cái điểm tốt đẹp như thế này này, đó là rất nhiều bác ở Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều bác ở các tỉnh thành khác đã comment ở dưới đó rằng là rất khó tin về cái chuyện này. Rõ ràng ít nhất chúng ta nhìn thấy một cái điều tích cực là có thể cái clip đó có thật đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một cái trường hợp đơn lẻ thôi, không phải là ở toàn hệ thống được nha các bác, không thể toàn ở khắp mọi nơi đều như thế được. Chúng ta sợ nhất ấy, là khắp mọi nơi đều như thế. Chứ còn nếu như mà hàng nghìn điểm phong tỏa thì chỉ một vài, thì kể nào xét theo số học ấy, theo thống kê ấy, thì cũng có một vài cái điểm lỗi, đúng không? Nhưng mà chúng ta tìm ra điểm lỗi đó, thì ngay cả những cái clip được đăng tải thì những người ở trong đó họ cũng biết cách, đúng không? Đấy là đôi điều chúng ta nhìn thấy rằng là cái mặt tích cực ở trong những comment để chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Đôi điều tâm sự với các bác vào buổi sáng, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh Chà Chà TV, và chúc các bác một ngày tốt lành.